Chiều nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng và Ban vận động Quỹ vì người nghèo thành phố tổ chức chương trình Xuân yêu thương quý mão 2023 trao quà Tết cho các hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn thành phố. Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Dương Đình Liễu cho biết, với tinh thần cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, chương trình Xuân yêu thương mong muốn hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố được đón một mùa xuân ấm áp trong sự sẻ chia và đường bọc của cộng đồng xã hội. Chương trình đã trao gần 16.000 suất quà Tết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 8 tỷ 100 triệu đồng. Mùa xuất quà là sự hỗ trợ, giúp đỡ các trường hợp khó khăn đón Tết đầm ấm, xung vầy. Để cảm ơn và ghi nhận sự quan tâm, chia sẻ của các đơn vị, doanh nghiệp, hỗ trợ người nghèo, người khó khăn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã trao tặng bản ghi nhận tấm lòng vàng cho các đơn vị đã có nhiều đóng góp cho chương trình Xuân Yêu Thương Quý Mão 2023, cũng như Quỹ Vì Người Nghèo thành phố góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội.